Chào các em nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài luyện tập trung trang 149 sách giáo khoa môn toán lớp 4. Hỏi các em đã sẵn sàng chưa? Nếu các em đã sẵn sàng thì các em nhớ chúng ta phải có giấy nháp nha. Học môn toán là bắt buộc phải có giấy nháp. Rồi, chúng ta sẽ vào bài nha. Mời các em. Ta sẽ vào bài số 1. Viết tỉ số của A và B biết. Bây giờ chúng ta sẽ có câu A. A bằng 3 và B bằng 4. Đây là một trong những bài mà luyện lại cho các bạn về tỉ số của hai số A và B. Thì trong phần lý thuyết các bạn đã học rồi. Tuy nhiên thì thầy nhắc lại cho các bạn nha. Rồi, tỉ số của A và B thì chúng ta có thể viết là A chia B hay A trên B, với điều kiện là B phải khác 0. Vì sao? Nếu B bằng 0 ở đây thì A chia 0 thì sẽ bằng 0. Do vậy thì tỉ số này sẽ là vô nghĩa. Đó. Thì đấy là nhắc để cho các bạn nhớ vậy thôi. Vậy thì áp dụng cái tỉ số của A và B này mà chúng ta đã học thì chúng ta biết A bằng 3 và B bằng 4 thì chúng ta chỉ việc thay A. A là 3 này, B bằng 4 thì chúng ta sẽ có tỉ số của A bằng 3, B bằng 4 sẽ là 3 phần 4 hay 3 chia 4, được chưa? Rồi tương tự như vậy thì bài B thì chúng ta sẽ là 5 phần 7. Quá dễ đúng không? Rồi, còn riêng câu C và câu D thì các em có thể dừng video và các em làm nha. Các em có thể dừng video và các em làm. Quá đơn giản đúng không các em? Rồi, các em đã làm xong chưa? Xong rồi thì chúng ta sẽ có tỉ số ở câu C, đó là 12 phần 3. Và tỉ số ở câu D đó là 6 phần 8. Ok, được chưa? Các em đã nắm được hết chưa? Rồi, vậy thì ở bài này giúp cho chúng ta nhớ lại về tỉ số của hai số A và B thì chúng ta có thể viết đó là A chia B hay A trên B, với điều kiện là B phải khác gì? Khác 0, được chưa? Đó, vậy thì đây là nội dung cái bài thứ nhất, chúng ta luyện tập lại như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang bài số 2. Đây, người ta cho chúng ta một cái bảng số liệu như thế này. Đó, cái hàng trên cùng là tổng của hai số. Rồi, là cột đầu tiên là 72, cột thứ hai 120, cột thứ ba là 45. Rồi, giờ chúng ta biết tổng của hai số. Và dữ liệu thứ hai mà đề bài cho đó chính là tỉ số. Tỉ số của hai số 72, tỉ số của nó là 1/5, đây 1/7 và đây 2/3. Vậy thì giờ yêu cầu chúng ta phải tính là gì? Số bé và tính số lớn. Là phần này các em làm ra là giấy nháp nha. Rồi giờ muốn tính được số bé và tính được số lớn này thì các em phải làm ra giấy nháp bằng cách là tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng. Đúng chưa? Đó, vậy đây thì đây muốn nhắc lại. Vậy thì giờ thầy sẽ làm ở trong màu xanh lá cây này nha. Làm cái cột này, biết tổng hai số là 72, tỷ số của nó là 1/5. Bây giờ chúng ta sẽ làm khỏi cái bước làm sơ đồ nữa nha. Rồi chúng ta làm bước 2 luôn. Rồi thầy sẽ làm mẫu dưới này, các em quan sát. Rồi, vậy thì tổng số phần bằng nhau 1/5, tức là gì? Số bé chiếm 1 phần và số lớn chiếm 5 phần. Vậy chúng ta sẽ có 1 cộng 5 bằng 6 phần bằng nhau. Rồi, giờ số bé sẽ bằng tổng số này chia cho số phần. Số bé nó bằng 1 nên ta không phải nhân với 1 nữa. Sẽ bằng 72 chia cho 6 và sẽ bằng 12 là số bé. Rồi, thì đến đây thì chúng ta đã quá đơn giản để tính số lớn rồi. Sẽ bằng tổng này trừ đi số bé thì sẽ ra số lớn. Rồi, số lớn ta là 60. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục thì các em hãy làm cột tổng của hai số là 120 và tỷ số nó là 1/7, và bên này tổng là 45 và tỷ số là 2/3. Rồi các em tự làm giấy nháp và thầy sẽ đếm trong 10 nốt nhạc nha. 1
giật mình hả? 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi nha. 10. Rồi, dừng nha, không được ai viết gì nữa. Rồi, và các bạn quan sát lên đây. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có tổng số phần bằng nhau là 8. Số bé sẽ bằng 120 chia cho 8 và số bé sẽ bằng 15 và số lớn sẽ bằng 105. Các em so kết quả của mình có đúng không? Rồi, đây số 15 vì sao? Vì 120 mà chia cho 8 nha sẽ bằng 15. Số lớn sẽ bằng 120 trừ đi 15 thì sẽ là 105. Rồi, sang câu cuối cùng nè, sang cột cuối cùng. Tỷ số của nó là 2/3 thì tổng số phần bằng nhau sẽ bằng 2 cộng 3 là 5. Vậy thì số bé sẽ bằng 45 chia cho 5 và số bé sẽ bằng 9 và số lớn là bằng 36. Được chưa? Các bạn nào sai không? Rồi, nếu các bạn sai thì các bạn cố gắng là gì, chúng ta xem lại lý thuyết một chút và xem cái phần lời giải này nha. Bạn có thể tua ngược lại cái video để các bạn xem. Rồi, chúng ta tiếp tục sang bài số 3. Chiu. Bài số 3. Bài số 3 đây, một bài toán. Hai số có tổng bằng 1080. Tổng là bằng 1080, tìm hai số đó. Biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Các bạn lưu ý sau này khi chúng ta gặp những cái bài toán mà có từ gấp 7 lần hay là kém hay làm thế nào đó thì tức là gì? Gấp 7 lần đây, vậy thì có nghĩa là số thứ nhất bằng 1. 1 phần thì số thứ hai sẽ phải gấp gì? Gấp 7 cái phần đó, tức là ví dụ số thứ nhất bằng 1 thì số thứ hai nó phải gì? Bằng 7. Hiểu chưa? Vậy thì đây nó cũng chỉ là một cái bài toán liên quan tới tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của nó thôi, đúng không? Tỷ số ở đây sẽ là 1/7. Đó, các bạn rất là lưu ý vì sao ra tỷ số 1/7 nha. Đó, để sau này khi chúng ta gặp những cái dạng bài toán như thế này trong kiểm tra, trong thi cuối kỳ hoặc là trong các cái cuộc thi gì đó, các bạn thi toán trên mạng hay thế nào đó thì bạn sẽ gặp những cái dạng như thế này và các bạn tính. Bây giờ chúng ta sẽ giải như sau, tuần tự theo các bước. Chúng ta có thể suy luận như sau: gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai, do đó số thứ nhất sẽ bằng 1/7 số thứ hai. Thấy chưa? Đấy, như thầy vừa nói. Như vậy thì số thứ nhất sẽ bằng 1/7 của số thứ hai, nghĩa là số thứ hai nó gấp 7 lần số thứ nhất. Thì chúng ta sẽ có sơ đồ. Đó, số thứ nhất nó 1 phần nè, thì số thứ hai nó phải gấp 7, được chưa? Đấy, số thứ nhất là 1 phần với số thứ hai, và tổng mà theo đề bài cho thì là 1080. Giờ chúng ta tìm hai số này. Rồi, vậy thì bài toán đến đây chúng ta đã có bước thứ nhất là vẽ sơ đồ rồi. Bước thứ hai chúng ta sẽ tính gì? Tính số phần, tổng số phần bằng nhau sẽ là 1 cộng 7 sẽ bằng 8 phần. Rồi, tiếp theo bước thứ ba chúng ta sẽ tính số bé. Số bé đây nó bằng 1 nên chúng ta không cần phải nhân với 1 nữa, được chưa? Số bé sẽ bằng 1080 chia cho cái số phần này thì nó sẽ ra được 1 phần, tức là bằng chính số bé. Rồi, số bé sẽ bằng, hay gọi là số thứ nhất ạ, sẽ là 135. Rồi, còn lại số thứ hai quá đơn giản rồi, sẽ bằng cái tổng này trừ đi số thứ nhất, được chưa? Và số thứ hai sẽ là 1080 trừ 135 và số thứ hai sẽ bằng 945. Rồi, đến đây các em muốn xem cái kết quả nó có chính xác hay không thì em thể lấy cái số thứ hai này chia cho số thứ nhất, mà nếu chia mà báo nó bằng 7 thì rõ ràng là gì, chúng ta giải đúng nha, được chưa? Vậy thì kết quả đáp số của chúng ta sẽ là số thứ nhất là 135 và số thứ hai là 945. Ok, được chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta tiếp tục sang
bài số 3 nha, à bài số 4 nha. Rồi, các em sẵn sàng chưa? Em nào mệt thì chúng ta có thể dừng video và chúng ta giải lao một chút nha. Rồi, bài số 4. Chiu. Bài số 4 của chúng ta như sau. Một hình chữ nhật có nửa chu vi. À, họ cho nửa chu vi, đúng không? Họ cho chu vi nha. Có nửa chu vi là bằng 125 m. Chiều rộng thì lại bằng 2/3 chiều dài. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Và họ hỏi chúng ta tìm chiều dài, chiều rộng của nó. Vậy thì ở đây cũng là một bài toán mà chúng ta đã biết nửa chu vi, tức là tổng rồi, đúng không? Vậy thì bài này cũng quá đơn giản thôi. Đây một bài toán mà chúng ta không phải tính nửa chu vi ra nữa, mà chúng ta đã có gì cái số nửa chu vi đây rồi. Đó. Vậy thì dữ kiện thứ nhất chúng ta có là gì? Nửa chu vi của nó là 125 m, và chiều rộng thì bằng 2/3 chiều dài. Giờ chúng ta tính chiều dài và tính chiều rộng. Rồi, chúng ta có thể giải như sau. Thứ nhất thì dựa vào đây thì chúng ta có thể suy luận về sơ đồ như sau. Đây là chiều rộng, đây là chiều dài. Thì chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, tức là chiều rộng chiếm 2 phần thì chiều dài sẽ chiếm 3 phần. Và tổng của chiều dài và chiều rộng này sẽ bằng 125 m. Đó, quá đơn giản thôi. Như vậy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ tính tổng số phần bằng nhau, sẽ bằng 5 phần, được chưa? Rồi tới đây thì chúng ta sẽ tính số, tính chiều rộng. Tính chiều rộng sẽ bằng cái gì nào? Chiều rộng sẽ bằng nửa chu vi này chia cho 5, phải không? Rồi sẽ bằng 50. Và chiều dài sẽ bằng gì nhỉ? Chiều rộng bằng 50 rồi thì chiều dài sẽ bằng 75. Rồi và chúng ta có đáp số là chiều rộng 50 và chiều dài là 75. Ok. Rồi, bài số 5. Bài số 5 là một hình chữ nhật có chu vi là 64 m. À, khác cái bài số 4 nha. Bài số 4 thì người ta cho chúng ta là nửa chu vi là sẵn rồi. Rồi, bài này người ta cho là chu vi chiều rộng thì ngắn hơn chiều dài 8 m. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình đó. À, vậy thì dựa vào cái bài này thì các em đã biết được là muốn tìm được chiều rộng và chiều dài thì buộc chúng ta phải tìm nửa chu vi của hình chữ nhật, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ giải cái bài như sau. Thứ nhất là chúng ta phải tìm nửa chu vi của hình chữ nhật thì chúng ta mới tìm được chiều dài và chiều rộng. Vậy thì nửa chu vi hình chữ nhật sẽ là 64 chia cho 2, tức là chu vi này chia làm 2 thì sẽ ra được nửa chu vi là 32 m, được chưa? Vậy thì giờ chúng ta đã có nửa chu vi. Giờ bài toán của chúng ta lại quay về giống như bài toán ở bài số 4, tức là giờ chúng ta đã có một hình chữ nhật có nửa chu vi là 32 m, chiều rộng thì ngắn hơn chiều dài 8 m, và tìm chiều dài chiều rộng, em hiểu chưa? Vậy thì dựa vào đây chúng ta sẽ có sơ đồ như sau. Đó. Rồi đây là chiều rộng. Chiều rộng này ngắn hơn chiều dài, tức là cái chiều dài này nó dài hơn chiều rộng là 8 m. Đó thì chúng ta phải cộng thêm 8. Được chưa? Đó, và tổng của nó là 32 m. Rồi vậy thì dựa vào đây chúng ta có thể dễ dàng tính được chiều dài của hình chữ nhật sẽ bằng gì nhỉ? 326 cộng với 8. Thì sao 32 cộng với 8 chia cho 2. Chiều dài của hình chữ nhật thì chúng ta đúng là chúng ta chỉ việc tính là gì, 32 chia cho 2 thôi. Nhưng do chiều dài này nó dài hơn là 8 nữa nên chúng ta phải cộng thêm 8 ở đây. Được chưa? Vậy thì chúng ta có chiều rộng là chiều dài là 20 m, và chiều rộng sẽ bằng 32 trừ đi 20 thôi, à trừ 10, trừ đi 8 thôi. Được chưa? Chiều rộng thì nó sẽ là gì? 20 trừ đi 8. Vì sao? Vì chiều rộng này nó ngắn hơn chiều dài. Đó.
hoặc chúng ta có thể lấy là gì, 32 trừ 20 nó cũng ra, được chưa? Hoặc chúng ta lấy 32 trừ đi 20 nó cũng ra là gì, chiều rộng thôi. Đáp số của chúng ta là chiều dài là 20 và chiều rộng là 12 mét. Rồi, vậy thì trong cái bài luyện tập trung này thì thầy cũng đã giới thiệu cho chúng ta 5 bài toán có liên quan tới việc mà chúng ta nhớ lại về tỷ số của hai số, rồi chúng ta tìm hai số khi biết tập và tỷ số của nó. Đó, các bạn nhớ nha, để chúng ta phân biệt sau này khi sang bài toán là tìm hai số khi biết hiệu. Đây là bài toán chúng ta là khi biết tổng. Cái phần sau chúng ta sẽ học đó là khi biết hiệu và tỷ số của nó thì chúng ta sẽ làm các cái bước có giống như thế này không. Đó, thì các bạn lưu ý và các bạn nhớ nhé. Rồi, đến đây thì thầy kết thúc cái video của mình.